bóng đá Thái Lan khép lại năm 2019 đầy thất bại. Nhiều ưu sầu hơn bùng nổ với bóng đá Thái. Nhà báo To Chitinan mở đầu bài phân tích trên Bangkok Post. Trong năm 2019, các đội tuyển nam và nữ của bóng đá Thái Lan thất bại ở nhiều giải đấu quan trọng. Những chàng trai của Thái Lan bị chuốt ngôi vương ở SEA Games, bị loại sớm khỏi Asian Cup, giải đấu họ vướng phải nghi vấn đá ghế huấn luyện viên Milovan Rajevac. Đến King's Cup diễn ra trên sân nhà, tuyển Thái Lan đứng cuối trong 4 đội tham dự. Tình hình của bóng đá nam Thái Lan chỉ khởi sắc khi huấn luyện viên Akira Nishino xuất hiện. Tại vòng loại World Cup 2022, Thái Lan gây sốc với chiến thắng trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuy vậy, họ lại để thua trước Malaysia và không thể đánh bại tuyển Việt Nam trong cả hai lượt trận. Tại SEA Games 2019 diễn ra ở Philippines, người hâm mộ lại thấy U22 Thái Lan thi đấu nhợt nhạt. Dù được huấn luyện viên Nishino dẫn dắt, tiểu voi chiến vẫn bị loại từ vòng bảng. Đây là điều được dự báo trước khi mà U22 Thái Lan sớm trình diễn lối chơi chuệch choạc trong trận đấu mở màn thua U22 Indonesia với tỷ số 0-2. Thành tích của những cô gái tuyển Thái Lan cũng không khởi sắc hơn. Trong lần thứ hai xuất hiện tại World Cup bóng đá nữ, tuyển Thái Lan trở thành chiếc rổ đựng bóng. Họ toàn thua trước tuyển Mỹ, Thụy Điển và Chile. Ở trận ra quân, đại diện Đông Nam Á bị vùi dập với tỷ số 0-13 trước Mỹ. Tiếp theo, họ thua đậm 1-5 trước Thụy Điển và cục ngã 0-2 khi gặp Chile ở trận đấu cuối cùng. So với World Cup 2015, thành tích của tuyển nữ Thái Lan đã trượt dài. Trên đất Canada cách đây 4 năm, tuyển Thái Lan thua Đức, Na Uy nhưng thắng được bờ biển Nga. Tới World Cup 2019, Thái Lan trở thành đội thủng lưới nhiều nhất với 20 bàn, một con số kỷ lục tại World Cup bóng đá nữ. Kết quả là trưởng đoàn Nua Phan Lam San và huấn luyện viên Nuerutai đã phải nói lời chia tay tuyển nữ Thái Lan sau đó. Thất bại nối tiếp thất bại với bóng đá nữ Thái Lan. Nếu World Cup trở thành sân chơi quá tầm, thì tuyển nữ Thái Lan cũng không để lại nhiều ấn tượng khi bước vào SEA Games 30. Họ thất bại trước Việt Nam trong trận chung kết. Trước đó, tuyển nữ Thái Lan cũng đã để thua đại kình địch tại giải AFF Cup 2019. Khép lại năm 2019 với toàn thất bại, bóng đá Thái Lan tiếp tục phải đối mặt với một năm 2020 đầy thử thách. Với U23 Thái Lan, họ sẽ bước vào chiến dịch săn vé dự Olympic Tokyo 2020 bằng vòng chung kết U23 châu Á diễn ra từ tháng 1. Dù được chơi trên sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Nishino phải lần lượt đụng độ Australia, Iraq và Bahrain. Đây được cho là bảng đấu đầy khó khăn với U23 Thái Lan. Tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Thái Lan phải nỗ lực nhiều mới hy vọng bắt kịp Việt Nam, đội hiện đang dẫn đầu bảng. Nhiệm vụ này không hề dễ dàng thực hiện khi đại kình địch của voi chiến đang thể hiện phong độ ổn định và sở hữu lối chơi đầy khó chịu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hãy chia sẻ ý kiến cá nhân của mình bên dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên nhấn like và chia sẻ video để người thân và bạn bè của mình cùng được sống trong nhịp đập của môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ cho Nhật ký bóng đá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.